Hi, xin chào các bạn đến với kênh Trần Hoàng Đại Lâm Balotelli nhé. Trước tiên Đại Lâm xin chúc các bạn luôn sức khỏe, an lành, may mắn trong cuộc sống nè. Hiện tại bây giờ dịch bệnh Covid và vào mùa mưa tới rồi các bạn ơi. Hầu như các kèo banh bóng không còn như trước đây nữa. Và các cầu thủ thường đã biết mặt nhau, nhẵn mặt nhau hết rồi. Cho nên không có kèo hạng nặng nào dễ xảy ra như trước đây nữa. Và Đại Lâm sẽ làm cái clip này để nói về một cầu thủ người An Giang, quê huyện An Phú, An Giang nha các bạn. Đó là cầu thủ chín ngón, thường thường gọi là chín ngón các bạn, vì anh ấy đã cục như thế này nha các bạn. Anh ấy đã cục như vậy nha, cục cái ngón cái này nha, cục ngón cái, cho nên chín ngón nha. Còn Đại Lâm cục này nữa thì còn có 3 ngón rưỡi thôi các bạn nha. Đó, anh ấy là cục ngón cái này nha. Anh ấy tên là Liêm, sinh năm 1988 và 90 vậy đó các bạn à. Cũng xem tầm đó thôi các bạn à. Và sau thời gian cũng hội tụ cùng tài tạ dinh mớm của Tây Ninh, cũng ngao du khắp nơi các bạn. Liêm chín ngón nha, của quê hương An Phú, An Giang. Cũng sau thời gian này cũng tập trung vào cùng với Tài, Tạ và Vinh ngao du khắp nơi. Mà Đại Lâm theo biết thì lúc đó thì chín ngón, tem với chín ngón thật sự rất đáng gờm của miền Tây, là cùng với Tín Châu. Tín Châu quê Tân Châu các bạn. Tín Châu khác, Tín Quán khác nha. Tín Châu nè, Tín Quán nè, và Tiếu Già nha, cùng Liêm chín ngón. Và một người truyền hai nữa là Văn Rồi của Hồng Ngự Đồng Tháp nha. Cái bộ trước đây là theo Lâm biết á, thì Liêm chín ngón nè, Tín Quán nè, Tín Châu nè, và Tiếu Già. Tiếu Già thì hiện tại là ở quận 6 và thường đóng quân ở Cầu Tre đấy, là Tiếu Già nha. Và cuộc lưu vong lần đầu tiên mà Đại Lâm đã biết Tín Châu, Tín Quán, lúc đó chín ngón chưa có nổi lên các bạn, là vào những năm 2005 tới 2008 á, thì Đại Lâm cũng thường với cá chê phi, cá dồ lên tận nơi chỗ nhà Tín Quán. Lúc đó Tín Quán nổi trước Tín Châu nha. Và tại Châu Phong hay gì đó thì Đại Lâm không nhớ, Châu Đốc lên đường Châu Phong Tân Châu á, và tại sân của Bé Tư. Và Đại Lâm cá chê phi, cá dồ thường đối đầu với Tín Quán và Bé Tư nhiều, cực nhiều. Và sau này có một cái chiến Đại Lâm rất nhớ rõ như in, cuộc đối đầu của Đại Lâm 3-3 với Tín Châu tại sân gần trung tâm của Hồng Ngự, cách Hồng Ngự 8 km, cái đó thuộc của Tâm Nông các bạn. Và sau 2-3 set banh đánh có 3 gói thôi các bạn, theo Đại Lâm biết là 3 gói nha, 3 gói là có 300 thôi. Và ngày hôm đó là một ngày kỷ niệm nha, đã bị công an Tâm Nông Đồng Tháp bắt rất nhiều người hôm đó ngay tại sân bóng đó nha bạn. Và Đại Lâm chứng kiến ba anh công an cảnh sát hình sự quật Tín Châu và đè Tín Châu xuống. Nhưng thật sự Tín Châu đã kêu bằng Tín Châu, các bạn biết à, Tín Châu quăng ba anh em người hình công an hình sự đó như là em bé, và Tín Châu đã thoát được. Và chính Đại Lâm cũng là người đã thoát ngày hôm đó. Một cái anh công an sự kia đã chĩa súng vào ngực Đại Lâm và nói là bắt Đại Lâm về tội cá độ bóng đá. Và cuối cùng Đại Lâm gạt cái súng ngang, Đại Lâm nhảy và nó lấy cái chân gạt chân Đại Lâm, và Đại Lâm đã nhảy qua và Đại Lâm đã bay qua hàng rào, và Đại Lâm chạy thẳng xuống tới sông Cái một đường một. Và cuối cùng thì ngày hôm đó hai đứa em của Đại Lâm dính lại một chiếc xe và bị nhốt một đêm đó. Cuối cùng mỗi một người chuộc ra 1.2 triệu.
Các bạn nào còn nhớ sân bóng đó, Đại Lâm đối đầu với Tín Châu gần trung tâm của Hồng Ngự, chợ trung tâm Hồng Ngự ấy, cái đó còn có thuộc huyện Tam Nông. Và ngày hôm đó là mỗi một chiếc xe bị phạt 1.200.000 nha các bạn. Và bắt đầu cuộc hành trình lên Sài Gòn đầu tiên, và Đại Lâm đã chứng kiến tại gần siêu thị Aeon bây giờ nha các bạn, Aeon của Tân Phú bây giờ, trước đây là cỏ và rác không à, của Aeon Tân Phú á, của Bình Hưng Hòa. Và Tiếu Gia Chiền Hai, Liêm Chín Ngón, Tín Quấn, Tín Châu đã gặp bộ bốn công an thành phố và Củ Chi lúc đó rất mạnh các bạn, đó là Đại Trần Đại, Thắng Châu Chiền Hai, Phong Con Củ Chi, Thầy Tâm và một hai người nữa của Củ Chi để Lâm nhớ không rành nha. Và cuộc chiến ngày hôm đó thật sự xem rất hay, rất mãn nhãn. Lúc đó Trần Đại đang là một cầu thủ đặc biệt của Củ Chi, đang đánh cho đội công an thành phố Hồ Chí Minh rất hay, và đã đối đầu với các anh em miền Tây là Tín Quấn, Tín Châu, Liêm Chín Ngón và Tiếu Già. Và cuối cùng phần thắng nghiêng về anh em miền Tây, Tín Châu, Tín Quấn, Liêm và Tiếu Già. Thật sự rất ấn tượng và đẳng cấp. Và một cái cuộc solo tay thật sự không phải solo, đôi công chứ, đôi công giữa Liêm Chín Ngón và Đào Lùng nha. Đào Lùng khoảng 1m67-68 các bạn, cũng quê Củ Chi luôn nha. Đào Lùng trước đây cũng là cặp bài trùng của Phong Con đấy, chung trực rồi đấy, gần nhà nhau ấy. Đào Lùng và Chín Ngón đã gặp nhau đôi công tại Cầu Tre ngày hôm đó. Và Đào Lùng có những cái cú hồi thời đó trên kia chơi dính tay các bạn à. Còn anh em miền Tây thật sự của An Giang, đặc biệt của An Giang là ít có ai bao giờ dính tay và Đồng Tháp nha các bạn. Cho nên ngày hôm đó Đào Lùng đã cầm, Đào Lùng có cái đặc biệt là cầm hai tay, Đào Lùng chọi rất ghê và rất ghê. Bẩm sinh của Đào Lùng rất ghê về chọi hai tay, còn một tay Đào Lùng rất dở các bạn, cái nào nói trước nha. Và Chín Ngón đã thất thủ đôi công trước Đào Lùng tại sân Cầu Tre, đường Lương Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Sân Cầu Tre là một trong những sân nổi tiếng, huyền thoại nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Và Chín Ngón đã thất thủ với Đào Lùng tại sân Cầu Tre. Và sau này thì Chín Ngón đã lần dân gia, lần la sai nhập vào tem của tài súng Tạ và Dinh Mớm của Tây Ninh, và từng qua Tà Keo đụng độ với Campuchia. Lúc đó là có Tín Châu, Chín Ngón, Tạ, và lúc đó tài súng đi nghĩa vụ rồi các bạn à. Tín Châu, Vinh, Chín Ngón, Tạ đụng độ các anh em tại Tà Keo, và Đại Lâm cũng có tháp tùng đi theo và chứng kiến những kèo như thế. Thật sự Chín Ngón cao 1m59 nghe bạn, cao 1m59 rất lùng, 59 thôi nha, mà cục hết cái ngón gì các bạn, này cục gì nha. Nhưng thật sự Chín Ngón có một độ bật, độ dừng rất khủng khiếp các bạn. Thật sự mà Chín Ngón có một điều đặc biệt là rất thông minh, lên xử lý trên đầu lưới rất thông minh, và có những cú phát bóng bão rất khó chịu của Chín Ngón nha. Và Chín Ngón đã nổi ám ảnh, nổi ám ảnh của các bạn Campuchia khá khá nha các bạn nha, khá khá. Và Đại Lâm đã từng biết Chín Ngón lặn lội khắp nơi, bóng chèn phủi đi kiếm cơm sau vài năm. Và cuối cùng thì một trận thư hùng xảy ra tại Tà Keo, xảy ra tại Tà Keo luôn các bạn, là Chín Ngón nè, Cá Chê Phi, Tí Ma, Cá Chê Phi, Chín Ngón, Tí Ma, và một người chuyền hai nữa thì Tạ hay gì đó các bạn, ở Đại Lâm hình như Tạ. Và trận thư hùng đó tại sân bên Tà Keo của Campuchia,
là miên rùi tay trái, miên rùi tay trái chừng 2 và rất công tốt nha, miên rùi và lambat, miên rùi và lambat 2.3, cá chê vi, tí ma, chín ngón và tạ trong số 4 người đã lựa lại nha các bạn. Và cuối cùng đánh 2 set thì lựa ra giữa bộ 4 là cá chê phi, tí ma, chín ngón và tạ. Cuối cùng bên 3 thất thủ thua 2 set các bạn. Tại vì lúc đó Campuchia toàn đánh điểm đổi thôi. 15 điểm nhưng mà giao bóng qua lại, giao bóng qua lại lực cũ nha các bạn. Lực cũ chứ không phải như bây giờ nha. Và miên rùi và Lambat đã thắng 2 set anh em Việt Nam tại Tà Keo. Và sau thời gian rài đây mai đó, vài năm đánh độ và đánh phủi, cuối cùng thì duyên nợ của chín ngón đã cập bến một cô vợ gốc Cam giữa tỉnh biên An Giang lên đường Campuchia Tà Keo. Và đoạn giữa đó thì đã Lâm quên chỗ nào rồi, mà hiện tại bây giờ thì anh ấy đã có một cái gia đình nhỏ, một mái ấm nhỏ tại nơi đó gần Tà Keo. Thì ngày xưa không có ai quay YouTube nhiều các bạn, vào những năm 2008, 2009, 10, 11, 12, thật sự 13 mới bắt đầu có, 13, 14 gì mới bắt đầu có YouTube các bạn. Cho nên các bạn không hiểu được, hình dung được một liêm chín ngón chỉ cao 1m59 đẳng cấp như thế nào và xử lý bóng thông minh lên lưới như thế nào và có những cú vất bóng bảo đầy quy lực ra sao. Đấy thật sự là một chín ngón sinh năm 1988, chỉ cao 1m59, quê An Phú, An Giang. Và hiện tại thì anh ta đã có vợ và con sống tại Cambodia của tỉnh Tà Keo. Đấy là tiểu sử của chín ngón. Nói chung là đi khắp gần như đất nước mình các bạn à, bóng chuyền phổi nha. Nói chung tóm lại là gần như đi khắp toàn quốc của mình chín ngón nha. Và cuối cùng sau bao năm chinh chiến thì quá lâu rồi, cũng mọi người cũng chưa ai gặp lại một liêm chín ngón như thế nào. Mình chỉ biết là liêm chín ngón hiện tại bây giờ có một cô vợ con tại gần tỉnh Tà Keo như thế. Một lần nữa xin chúc cho liêm cao 1m59, sinh năm 1988, quê An Phú, An Giang. Hiện tại bây giờ sinh sống bên Cambodia, tỉnh Tà Keo. Luôn gặp nhiều may mắn, sức khỏe, an lành, may mắn cho cuộc sống nha. Thank you các bạn luôn đồng hành theo dõi cùng kênh Đại Lâm Bùa Đò. Cảm ơn các bạn rất nhiều nè. Các bạn hãy tham khảo bình luận như thế nào cho khách quan nè. Chín ngón cao 1m59, sinh năm 1988, quê An Phú, An Giang. Có sức bật vô biên, xử lý bóng trên lưới rất thông minh và có những cú phát bảo rất khó chịu nha các bạn. Ok man, vô hàng.